chào các bạn rất vui được gặp lại các bạn tại kênh học thi quốc tịch mỹ của chúng tôi thưa các bạn trở thành công dân mỹ là mong mỏi của rất nhiều di dân những người đang sinh sống và làm việc tại mỹ nếu bạn may mắn được sinh ra tại mỹ hoặc bạn sinh ra bên ngoài nước mỹ nhưng có ít nhất cha hoặc mẹ là công dân mỹ thì bạn đương nhiên được ăn theo cha mẹ mà trở thành công dân mỹ ngoài ra nếu bạn là một người nhập cư hợp pháp thì bạn cũng có thể trở thành công dân mỹ bằng cách nộp đơn để xin nhập tịch trước khi nộp đơn xin nhập quốc tịch bạn cần phải xác định xem mình đã đủ điều kiện để thi quốc tịch hay chưa vì vậy trong video hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các điều kiện để nộp đơn xin thi nhập quốc tịch mỹ một cách chi tiết nhất nếu bạn là một thường chủ nhân hợp pháp hay có thẻ xanh tối thiểu 5 năm, bạn cần phải đáp ứng các điều kiện sau để có thể nộp đơn xin thi nhập quốc tịch Mỹ. Thứ nhất, bạn phải từ 18 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn xin thi nhập tịch. Nếu bạn là nam giới và từ 18 đến 26 tuổi mà chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự thì bạn phải đăng ký nghĩa vụ quân sự với quân đội Mỹ. Điều kiện thứ hai bạn phải là thường trú nhân hợp pháp ít nhất 5 năm tại thời điểm bạn nộp đơn N-400 hoặc là 3 năm nếu bạn có vợ hoặc chồng là công dân Mỹ. Điều kiện thứ ba, tại thời điểm nộp đơn, bạn phải cư trú được ít nhất 3 tháng tại tiểu bang hoặc lãnh thổ dưới thẩm quyền của Mỹ, nơi mà bạn nộp đơn. Nếu bạn là học sinh hoặc là sinh viên có thể nộp đơn xin thi nhập quốc tịch tại trường hoặc nơi gia đình bạn sinh sống. Nếu mà bạn vẫn còn phụ thuộc tài chính vào bố mẹ. Điều kiện thứ tư, bạn phải có mặt và sinh sống liên tục ở Mỹ ít nhất 2 năm rưỡi hoặc 1 năm rưỡi nếu bạn có chồng hoặc vợ là công dân Mỹ. Nếu bạn vắng mặt tại Mỹ quá lâu trong thời gian 5 năm hoặc 3 năm thì bạn đã vi phạm quy định cư trú liên tục. Cái này được quy định bởi uh, Sở Di trú Mỹ. Và điều kiện để uh, cư trú liên tục uh, được quy định như sau. Điều kiện thứ nhất, nếu bạn vắng mặt ở Mỹ dưới 6 tháng thì bạn không vi phạm quy định cư trú liên tục. Nếu bạn vắng mặt ở Mỹ từ 6 tháng đến 1 năm thì bạn cần giải thích sự vắng mặt đó với Sở Di trú và phải chứng minh rằng trong thời gian bạn ở nước ngoài bạn không bỏ việc làm tại mỹ bạn không có việc làm ở nước ngoài thân nhân trực hệ của bạn vẫn còn ở mỹ và bạn vẫn giữ tài sản của mình ở mỹ quy định thứ ba nếu bạn vắng mặt tại mỹ từ một năm trở lên thì bạn sẽ vi phạm quy định cư trú liên tục lúc đó mà bạn muốn nộp đơn xin thi nhập tịch thì bạn sẽ phải đợi 4 năm nữa sau khi bạn quay trở lại Mỹ sinh sống. Như vậy, với các quy định về cư trú liên tục mà Sở Di trú Mỹ đưa ra, các bạn cần lưu ý để tính toán làm sao mình không vắng mặt khỏi nước Mỹ quá thời hạn. Điều kiện thứ 5, bạn phải là một người có đạo đức tốt, có nghĩa là bạn không được vi phạm các luật hình sự của Mỹ như khai gian, trốn thuế, trộm cắp dùng giấy tờ giả bị trục xuất đánh bài bất hợp pháp buôn bán chất cấm tham gia khủng bố hoặc là tấn công bạo lực vân vân điều kiện thứ sáu là bạn phải tôn trọng hiến pháp mỹ và phải quan tâm đến an nguy và hạnh phúc của đất nước mỹ trong những giai đoạn quần thiết theo luật định điều kiện thứ bảy bạn phải trung thành với hiến pháp của mỹ và sẵn sàng gia nhập quân đội Mỹ. Điều kiện thứ 8 là bạn có thể đọc, viết và nói tiếng Anh cơ bản. Cái này để phục vụ cho cái bài thi tiếng Anh trong buổi phỏng vấn nhập tịch. Và điều kiện cuối cùng là bạn phải có hiểu biết về lịch sử và tổ chức chính quyền Mỹ. Cái này chính là 100 câu hỏi civic mà các bạn phải học để phục vụ cho cái bài thi à, trong cái buổi phỏng vấn nhập tịch. Lưu ý là những cái trường hợp sau đây có thể được miễn thi tiếng Anh. À, tuy nhiên thì bạn vẫn phải thực hiện bài thi về lịch sử và chính quyền Mỹ bằng tiếng Việt, tức là bài thi civic bằng tiếng Việt. À, trường hợp thứ nhất là tại thời điểm nộp đơn xin thi nhập tịch, chính là đơn N-400 đấy. Bạn phải trên 50 tuổi và đã là thường trú nhân hợp pháp được ít nhất 20 năm. Trường hợp thứ hai là tại thời điểm nộp đơn N400, bạn trên 55 tuổi và đã là thường trú nhân hợp pháp được ít nhất 15 năm. Trường hợp thứ ba, tại thời điểm nộp đơn xin thi nhập quốc tịch, bạn trên 65 tuổi và đã là thường trú nhân hợp pháp được ít nhất 20 năm trường hợp này bạn chỉ cần phải học 20 câu được đánh dấu sao trong 100 câu hỏi civics những trường hợp mà bạn bị khuyết tật về thể chất hoặc tâm thần như bệnh Alzheimer hoặc là bệnh Parkinson vân vân thì bạn sẽ được hoàn toàn miễn thi cả kiến thức anh ngữ lẫn kiến thức về lịch sử và chính quyền Mỹ dĩ nhiên những khuyết tật của bạn phải được sự chứng nhận của bác sĩ được cấp phép chúng tôi vừa trình bày cho các bạn về các điều kiện cần hội đủ để có thể nộp đơn xin thi nhập quốc tịch mỹ hy vọng sau video này các bạn sẽ nắm rõ hơn các điều kiện áp dụng cho trường hợp của mình để có những quyết định chính xác trước khi nộp đơn xin thi nhập tịch